Xin mến chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã xem kênh Tí Chơi. Malaysia sắp ra mắt ô tô bay. Bộ trưởng Bộ Phát triển Doanh nghiệp cho biết Malaysia dự kiến cho ra mắt chiếc ô tô bay đầu tiên trong năm 2019. Ông Moredzhon Mejoshok, Bộ trưởng Phát triển Doanh nghiệp của Malaysia cho biết chiếc ô tô được sản xuất trong nước đảm bảo an toàn khi bay ở tầm thấp với tốc độ hợp lý. Trao đổi với báo chí, ông Moredzhon Mejoshok khẳng định Malaysia sẽ chế tạo chiếc xe đặc biệt này. Chúng tôi chỉ tham khảo ý kiến của các công ty nước ngoài về vấn đề an toàn của xe. Thời điểm 2019 là thời điểm hợp lý bởi chúng tôi đã sẵn sàng về công nghệ. Dự kiến chi phí để phát triển chiếc ô tô bay đầu tiên là 245.500 đô la. Ông Moss cho biết dự án ô tô bay sẽ tạo động lực về môi trường và để kích thích mọi người nghĩ về công nghệ. Dự án ô tô bay tận dụng khả năng của Malaysia về lĩnh vực hàng không vũ trụ. Với dự án ô tô bay này, Malaysia muốn tạo nên bước đột phá trong lĩnh vực sản xuất ô tô. Ông Moss khẳng định dự án ô tô bay này hoàn toàn độc lập với dự án xe quốc dân do Thủ tướng Mahathir Mohamad khởi xướng. Dự án quốc dân của Malaysia sẽ cần tới sự hỗ trợ của các hãng xe hơi đến từ Nhật Bản như Nissan, Toyota để sản xuất ô tô theo tiêu chuẩn hiện đại. Quý vị hãy nhấn like video này để ủng hộ kênh, cũng như hãy nhấn đăng ký kênh tin chơi để nhận tin mới mỗi ngày. Để không bỏ lỡ những tin chơi mới nhất, quý vị hãy nhấn vào biểu tượng chuông cạnh phím đăng ký ở góc phải màn hình để nhận tin chơi mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video lần tới.